Trở lại một chương trình tin ngắn của Hoa Kỳ, tin tức của Hoa Kỳ và trở lại chi phí thật sự cho một chiếc xe điện. Trong một nghiên cứu gần đây, xe điện cho thấy chi phí sản xuất vận hành chúng có thể cao hơn những gì mà thật sự chính quyền của ông Biden lão đừa là lừa đảo cho những người tiêu dùng của chúng ta. Báo cáo cái quỹ chính sách công của tiểu bang Texas, Brent Bennett, Jason Isaac viết, khi đưa về cái nhìn chi tiết tác động tài chính trong việc cho sở hữu chiếc xe điện, những người ủng hộ xe điện thì nếu bật cái nỗi ưu điểm của chúng ta như giảm chi phí bảo trì, dự kiến tiết kiệm và giảm giá bin trong tương lai. Tuy nhiên, Bennett và Isaac đặt ra câu hỏi liệu những người có ủng hộ thật sự chiếm được vô số khoản trợ cấp tín dụng theo những quy định và hỗ trợ cơ sở hạ tầng của chính quyền Biden hay không. Một nghiên cứu của họ cho thấy nếu không có khoản ưu đãi 22 tỷ đô la của cái chính phủ móc túi từ người dân đóng thuế cho nhà sản xuất và tiêu dùng xe điện, thì xe điện trung bình năm 2021 phải trả 48.698 đô la trong một thập kỷ 10 năm. Tất cả những khoản trợ cấp này cung cấp chi nhất nhiên liệu cho một chiếc xe tương đương với giá là 17 đồng 33 cent cho một gallon xăng. Con số này không bao gồm khoản trợ cấp đáng kể có trong cái đạo luật giảm lạm phát của 2022, bị đặt tên sai, đặc biệt là nhắm vào lĩnh vực sản xuất pin điện. Cái bộ đôi nhấn mạnh rằng những ưu đãi này có tác động đáng kể đối với thị trường xe điện của 2021. Cái khoản trợ cấp của liên bang và tiểu bang cũng như cái phí tín dụng theo cái quy định đã làm giảm cái giá bán lẻ xe điện một cách hiệu quả là gần 50.000 đô la. Bất chấp những lợi ích này, các đại lý ô tô đã chứng kiến sự gia tăng số lượng xe điện tồn kho. Chẳng hạn như công ty Ford Motor đã báo cáo cái khoản lỗ kinh ngạc 70.000 đô la cho mỗi lần bán xe điện. Cái tác giả còn nhấn mạnh về thêm một điểm quan trọng khác là giá xăng bao gồm toàn bộ cái quá trình lọc dầu từ đến thiết tiếp thị. Ngược lại, cái chủ sở hữu xe điện có thật sự tính đến cái khoản chi phí bổ sung đối với lưới điện khi họ cắm điện vào phương tiện của mình hay không? Những cái chi phí này liên quan đến việc sản xuất, truyền tải, phân phối có thể tăng cao trong tương lai. Kết luận của Bennett and Isaac là một kiểm chứng thực tế nghiêm túc. Họ chứng minh rằng cái chi phí thực tế của một chiếc xe điện đã vượt quá đáng kể so với các loại xe chạy bằng xăng truyền thống. Ước tính thận trọng của họ cho thấy một người sở hữu xe điện trung bình phải chịu khoảng 48.698 tiền đô la trợ cấp và thêm 4.569 đô la cho chi phí sạc điện trong một thập kỷ. Số tiền này lên tới là 56.267 đô la hoặc 16.12 đồng một gallon xăng tương đương. Nếu không có hỗ trợ nhất khoán của chính quyền Biden, xe điện vẫn có thể đắt hơn ô tô chạy bằng xăng trong tương lai gần. Và đó là những gì mà thật sự chúng ta hoàn toàn thấy. Cả một câu chuyện này là câu chuyện đảo lừa của chính quyền ông Biden. Và tất cả những tuyên bố của họ gần như cho chúng ta một sự kiện, đó là móc túi chúng ta càng nhiều càng tốt. Và đó là báo cáo của tác giả, và xin chào tạm biệt, và đây là tin tức của Hoa Kỳ. Chào tạm biệt.